Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bung chiếc máy khoan cầm tay sử dụng pin hiệu Makita này để xem thử nó bị hư hỏng gì mà nó không hoạt động được. Chiếc máy khoan này á được mình nhận được từ một đứa em giao tới, nhờ xem thử là tại sao nó không có hoạt động và nếu có sửa chữa thì có sửa được hay là không. Chiếc máy khoan này là hàng chính hãng đó các bạn, cầm khá là đầm và chặt tay. Về pin á, máy sử dụng 3 sợi pin cho ra mức điện áp là 10,8V. Mình không có để sạc nên tí nữa mình sẽ đổ để sạc thử và cho nó hoạt động như thế nào. Giờ chúng ta bắt đầu bung ra. Như mình sẽ dùng một adapter nguồn 12V 2A để thử cái motor này. Vì cái nguồn này dòng ra không đủ cho nên là motor nó không có hoạt động được, nó chỉ nhích nhẹ thôi. Như vậy mình sẽ sử dụng nguồn của cái máy khoan của mình để mình xem thử mà tại nó có hoạt động được hay không. Rất mạnh luôn các bạn. Như vậy là motor vẫn có hoạt động tốt. Tiếp tới mình sẽ bung ra bộ nhông của nó cho các bạn cùng xem.
Còn bộ nhông này là đều là mình kim gọn hết cả. Mình khá là bền. Sau khi mình vệ sinh xong á thì mình sẽ lắp lại. Cái này thì mình lắp để mình test thử, sau ok thì mình sẽ bơi tiếp vào mở để cho máy nhông này nó sẽ được bền hơn.
Rồi, giờ là máy vẫn hoạt động ngon và tốt. Vấn đề ở đây là chỉ là pin mà thôi. Cái nút nhấn nó hơi bị không có nhả ra nữa. Thì video của mình ở đây cũng khá dài rồi. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích á, thì cho mình một like, một share và một đăng ký. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.